Cưỡi ngựa được coi là bộ môn khá nhẹ nhàng, dành cho những con người yêu thích thiên nhiên, tìm kiếm những trải nghiệm có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Liệu pháp chữa bệnh bằng cưỡi ngựa đã xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại và duy trì hiệu quả tới ngày nay. Theo nghiên cứu của Tuba Tulekoka và Himi Asteven vào tháng 1 năm 2016, liệu pháp chữa bệnh bằng cưỡi ngựa cung cấp các lợi ích về thể chất, nhận thức và tâm lý, giúp cải thiện khả năng cân bằng, khả năng phối hợp, vận động khớp, trương lực cơ, điều chỉnh tư thế, cũng như tăng khả năng giao tiếp và tương tác xã hội. Ngay cả với đối tượng khỏe mạnh, cưỡi ngựa cũng giúp tăng cường phản xạ, thúc đẩy lưu thông máu trong quá trình luyện tập, khiến tinh thần trở nên minh mẫn và sảng khoái. Do đó, dù không dấn thân vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, thể thao cưỡi ngựa vẫn được nhiều người dân chọn lựa trở thành bộ môn yêu thích cho những ngày nghỉ, hoạt động hội nhóm cùng chia sẻ đam mê, tung hoành trên lưng ngựa. Tại Việt Nam, dù đã du nhập từ cách đây nhiều năm, nhưng chỉ cho đến thời gian gần đây, thể thao cưỡi ngựa mới nổi lên, thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ, người trưởng thành và cả những bậc phụ huynh có con nhỏ, và được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Nhiều bạn trẻ đánh giá đây là một bộ môn rất hay và đáng thử bởi sự liều lĩnh, phá cách và đem lại cảm giác chinh phục. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Câu Chuyện Ngày Mới. Để tìm hiểu về môn thể thao cưỡi ngựa trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu khách mời của chương trình là chị Nguyễn Thị Hòa Hợp, một người đã dành rất nhiều thời gian và công sức để theo đuổi niềm đam mê này. Xin chào chị đến với môn thể thao này như thế nào và chị có thể chia sẻ cho khán giả biết được không ạ? Xin chào các bạn và các quý vị khán giả xem truyền hình. Đến với môn cưỡi ngựa, môn thể thao giải trí này thì là từ khi tôi còn nhỏ thì tôi cũng đã rất là thích những chú ngựa. Và sau này thì lấy chồng thì là cũng cơ duyên, thì đúng là gia đình nhà chồng có truyền thống về luyện thú. Thế thì sau này thì là thích quá thì là để chúng tôi có vào thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mua ngựa, những con ngựa đua để ra chơi. Thế ra chơi thì cũng có một số bạn bè người nước ngoài thì họ đến chơi cùng với chúng tôi, và họ cũng gợi ý rằng là mở một cái câu lạc bộ ngựa để cho mọi người biết đến, bởi vì lúc đó thì thực ra ở Hà Nội là chưa có. Tức là phải hơn 10 năm nay rồi. Trong những ngày đầu tiếp cận với môn thể thao này, chị có gặp những khó khăn gì không? Thực ra là rất nhiều khó khăn, bởi vì mình cũng chỉ là đam mê thôi, mình thích thôi, nhưng mà mình cũng chưa có kinh nghiệm từ cái việc chọn giống ngựa, rồi là chọn những con ngựa hay, rồi là cái điều kiện ăn uống sinh hoạt là mình cũng chưa rõ lắm. Nên đâm ra là cũng có rất nhiều khó khăn trong cái sự rủi ro vào bắt đầu vào làm nghề. Một chú ngựa được đánh giá là đẹp, là chất lượng thì dựa vào những tiêu chí nào? Cái đó thì nó lại có mỗi một chủng loại, nó có một tiêu chí riêng. Ví dụ như là giống ngựa thô ghét là ngựa đua, thì cái tiêu chí của họ là con ngựa, tức là móng phải rất là tốt, chân cao cẳng, tức là cái thẳng này, và nó khỏe, vuốt phải khỏe, và cổ thì cao, và cái cơ bắp của nó nhiều. Và nữa là cái thành tích là nó giống là nó sinh ra từ bố mẹ hay là ông bà, nó có một cái truyền thống hay là có cái thành tích về đua. Cái thứ hai là ví dụ như ngựa Cavadin là cái ngựa giống là về để thồ hàng, kéo hàng, thì nó lại không phải thon mảnh mà người nó cứ phải thô cạch lên, chân thì to, xong rồi đầu cổ thì khỏe. Tức là mỗi một chủng loại nó một khác, chứ nó không mỗi một loại thì là đánh giá một tiêu chí riêng, chứ nó không có một chung điểm chung nào cả. Thì bên tôi là đang có một số giống như là Cavadin Arab, ngựa Thoroughbred, ngựa Tiger Horse, ngựa Mông Cổ. Nó rơi vào khoảng 5-6 giống. Được biết chị đang sở hữu khá nhiều những chú ngựa nhập khẩu từ châu Âu. Vậy chú ngựa nào chị cảm thấy ấn tượng nhất, có nhiều kỷ niệm nhất ạ? Thực ra là có hầu như là con nào cũng có, mỗi một con nó có một cá tính riêng. Nên là có một cá tính riêng, nên là mỗi con nó để lại cho một mình ấn tượng. Nhưng mà trong cái đàn ngựa của tôi thì tôi thích một con ngựa đấy là giống Cavadin. Thực ra con ngựa nó thô, nó khỏe mạnh và cái bờm nó dài. Tức là nó con ngựa đấy khi tôi làm việc nhiều với nó, tức là nó cảm giác như là tôi với nó là bạn. Khi tôi nói thì bạn ấy hiểu tôi. Và khi mỗi lần mà tôi đến chỗ cửa chuồng ngựa là bạn ấy đã ngó đổ ra, bạn đi chờ mình vào chỗ chuồng bạn ấy, xong rồi bạn nghe nguẩy cái đầu như là kiểu là chào mình, xong rồi cho mình vuốt ve rồi massage cho bạn ấy, bạn ấy rất là thích. Vâng, rõ ràng đây là những kỷ niệm hết sức thú vị. Chị Hợp ơi, theo chị, môn thể thao cưỡi ngựa này mang lại cho mình những giá trị gì? Về cái giá trị của môn cưỡi ngựa thể thao thì nó có rất nhiều cái giá trị về thể chất lẫn tinh thần. Như về thể chất là bạn được
luyện tập ở ngoài trời, được tận hưởng cái không gian bao la và được cây cỏ hoa lá. Thế còn về phần tinh thần thì cái mình gọi là cái sự tương tác với động vật nói chung và các chú ngựa nói riêng, cộng thêm với cái, các hoạt động cưỡi ngựa, thì nó sẽ làm cho bạn giải phóng cái hormone gọi là serotonin. Thì cái đó sẽ làm giảm sự ức chế, làm cho bạn giảm stress và cân bằng được tâm trạng, cảm xúc, để tạo nên cái năng lượng tích cực. Khi bạn ngồi trên lưng ngựa, bạn ngồi trên yên ngựa, con ngựa là chuyển động đa chiều, thì là bạn phải giữa phải nghĩ làm sao là cái chân của bạn để vào bàn yên, ngồi ở vị trí thăng bằng và cầm cái dây cương để rất là an toàn, rồi là thăng bằng phải rất là tốt để không ngã ngã ngựa, và cái dây cương để lỏng ra để làm sao là dù khi mình chạy cùng với ngựa thì được nhịp nhàng, và thứ hai là được chạy đường dài với lại chú ngựa. Thứ ba nữa là sự mình gọi là nó là cái kế bạn khi bạn học cưỡi ngựa, thì bạn tham gia cái môn cưỡi ngựa thể thao này thì nó cũng là cái tạo một cái cơ hội để cho bạn là gọi như là giải quyết các vấn đề. Giải quyết các vấn đề ở đây là gì, là khi bạn tương tác hay là bạn giao tiếp với các chú ngựa, rồi là bạn cùng với ngựa vượt qua chướng ngại vật. Thế như vậy khi mà bạn đã làm được cái điều đó rồi thì bạn sẽ được, tức là bạn tự bản thân mình đã khẳng định được chính bản thân mình là mình đã làm được cái điều khó. Và thứ hai nữa là cái sẽ tạo cho bạn một cái trí nhớ, là bởi vì khi mình vượt rào qua con ngựa thì là cái những cái động tác là mình phải làm như thế nào, rồi là mình phải làm như thế nào để cho an toàn, thì là cái trí nhớ này và cái gọi là mình gọi là sự quyết đoán nó sẽ đồng hành cùng với bạn để tạo nên, hình thành lên khi mà bạn cưỡi ngựa vượt rào. Với trường hợp với thứ tư nữa là cái gọi là mình gọi là sự nó phát triển được cái sự gọi là vận động tinh và thô. Tinh và thô ở đây là gì? Cái kỹ năng vận động tinh và thô ở đây có nghĩa là bạn không chỉ ngồi trên lưng ngựa, bạn cưỡi con ngựa, mà sau đó là bạn phải làm gì? Là bạn phải biết cách chăm sóc nó. Sau khi bạn cưỡi nó, bạn phải biết chăm sóc nó bằng cách trải lông cho ngựa, để tắm cho ngựa, để cho ngựa ăn. Với những người bắt đầu tìm hiểu về trải nghiệm môn thể thao cưỡi ngựa thì hành trang ban đầu cần chuẩn bị những gì ạ? Thực ra thì là cái hành trang đấy nó không tức là không đòi hỏi quá cao, bởi vì là khi đến với môn cưỡi ngựa thì chúng tôi cho các bạn, những người đầu tiên đến cưỡi ngựa, là chúng tôi cho họ mọi người là mọi sự trải nghiệm trước, trải nghiệm từ là cách cho ăn, rồi là trải nghiệm từ cách chăm sóc con ngựa như thế nào, sau đó là ngồi trên lưng ngựa rồi giữ thăng bằng. Thế sau cái buổi trải nghiệm đấy để mọi người là cảm nhận rằng là nó rất là thú vị thì chúng ta mới bắt đầu vào là cái chương trình là dạy học viên học cách cưỡi ngựa. Nên là hành trang ở đây chúng tôi là từ thực ra là cũng không nhiều, bởi vì các bé từ là 5 tuổi đến người già 65 tuổi là chúng tôi cũng đang hướng dẫn để họ cưỡi ngựa. Nhắc từ nhỏ mà học cái cưỡi ngựa như thế, thứ nhất là bản thân các bạn đấy được tương tác với lại các chú ngựa, các bạn đấy giao tiếp với những chú ngựa thì đã được hình thành được cái mà là gì mà gọi là thói quen là được biết chăm sóc những cái thực ra gọi là chăm sóc chung, tức là chăm sóc con vật. Từ cái chăm sóc đấy thì là các bạn ấy sẽ là được ngồi trên lưng ngựa và các bạn ấy được thể hiện bản thân mình là cưỡi ngựa được chạy được, tức là được điều khiển được con ngựa. Thì là cái đấy nó thực ra là theo như là một số cái sách, một tài liệu và nghiên cứu ấy, thì nó rất tốt cho các bạn mà cái tuổi dậy thì để là để cho làm sao mà có sự chuyển đổi từ thiếu từ nhỏ cho đến lên tới cái tuổi, tức là cái khoảng cách ở giữa mà gọi là mình gọi là dậy thì ấy, thì là cái việc cưỡi ngựa này là rất tốt cho các bạn ấy. Tập cưỡi ngựa có khó không chị? Và với những người mới chơi thì họ thường mất bao lâu để có thể thành thạo trong việc cưỡi ngựa? Thực ra được cưỡi ngựa không khó. Như mua một khóa học ở đây thì chúng tôi chỉ cần là 12 buổi là các học viên có thể cưỡi được ngựa cơ bản. Thế còn nếu như mà để thuần thục thì cũng có bạn học viên đã theo 3 năm, 5 năm. Bởi vì là họ từng cái mức độ, từng cấp độ khác nhau, từ cơ bản cho đến cái độ khó như là vật chướng ngoại vật hoặc là đi địa hình. Trong những năm qua thì khá nhiều hội nhóm về thể thao cưỡi ngựa đã xuất hiện. Theo chị thì cộng đồng đua ngựa phong trào ở Việt Nam đang phát triển như thế nào? Thực ra là cũng rất là mừng, chỉ sau 10 năm, tức là từ cách đây 10 năm, hơn 10 năm thì là chỉ có một câu lạc bộ ngựa Hà Nội thôi. Nhưng mà bây giờ thực ra là hôm vừa rồi là chúng tôi cũng có đi vào Paraguay để họp về cái Hiệp hội Thể thao Việt Nam. Thì là rất mừng là bây giờ đã trên khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam thì nó cũng hơn 100 cái câu lạc bộ to nhỏ khác nhau.
và riêng ở Hà Nội thì cũng có 5-6 câu lạc bộ. Thì cũng xuất phát là các bạn mở ở đây thì cũng là xuất phát là từ học viên ở đây và những người tham gia cùng với chúng tôi và ra mở các câu lạc bộ ngựa, thì mỗi người có một phong cách khác nhau thì cũng rất là mừng. Trong thời gian tới thì chị có những mong muốn, kế hoạch gì để phát triển môn thể thao cưỡi ngựa này không ạ? Trong tương lai thì mình đang mong muốn là cái môn cưỡi ngựa này được đưa vào trường học như là một môn thể dục. Thứ hai nữa là cho các cháu tiểu học và cấp 2. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng mong muốn là mở thêm một số cái hoạt động từ thiện cho các trẻ tự kỷ và các trẻ bại não để tạo một cái sân chơi hoặc một cái cơ hội cho các bạn nhỏ được tiếp cận và được hỗ trợ, thì gọi như là mình gọi là hỗ trợ về cái trị liệu, hỗ trợ trị liệu cho các bạn trẻ tự kỷ. Thì là cùng với thêm vào đó nữa là cho các bạn học sinh cấp 3 để các bạn ấy có những cái gọi như là tổ chức xã hội để các bạn ấy tham gia cũng đóng góp để vào cùng làm chương trình từ thiện để giúp cho các bạn trẻ tự kỷ được tốt hơn. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ đầy thú vị của chị Hợp, chủ nhiệm câu lạc bộ ngựa Hà Nội Horse Riding. Xin chúc chị cũng như các thành viên trong câu lạc bộ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa niềm đam mê của mình tới nhiều người hơn nữa. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.